xin giới thiệu với mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một video này để giới thiệu cho mọi người biết một loại cây ăn quả mà ai cũng biết và ai cũng yêu thích nha mọi người. Thường thường là cây này là ở xứ lạnh và có thể ai cũng thích và yêu mến cái cây này, đặc sản nha mọi người. Đặc sản nó ở là xứ lạnh nha mọi người, sẽ nó chịu lạnh rất là giỏi và nó rất là ngon nha mọi người, rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho những ai khi mang bầu nha mọi người, khi sinh sau sinh nha mọi người, và cho những em bé ăn dặm rất là tốt nha mọi người đó. Và nó có thể làm nước hay là nước ép uống nha mọi người, rất là mát và tốt cho da mạc nha mọi người. Đây là cây mình nói nha mọi người. Đây là cây dâu tây nha mọi người. Dâu tây thì rất là nhiều loại, rất là nhiều màu nha mọi người. Dâu tây màu hồng và dâu tây màu trắng nha mọi người. Đây là mình xin giới thiệu cho mọi người là đây là cây dâu màu trắng nha mọi người. Cây dâu mình xin nhầm là cây dâu này dâu màu hồng nha mọi người. Cái đó gọi là trái dâu đỏ nha mọi người. Ăn dâu mọi người biết đó, dâu thì rất là nhiều ăn trái cây rất là nhiều vitamin nha mọi người, rất là tốt nha mọi người, nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Vì mọi người biết đó, trái dâu này thì rất là tốt cho sức khỏe và mang lại nhiều sức khỏe cho mọi người, nên là mọi người biết đó. Thường là dâu rất là nhiều loại, rau rất là nhiều, làm nhiều thực đơn, sinh tố dâu nha mọi người, kem dâu nha mọi người, sữa chua dâu nha mọi người, ăn rất là tốt. Và đặc biệt là những người bầu á mọi người, thường là ăn dâu cho em bé nha mọi người, em bé trong bụng nó hấp thụ nha mọi người. Còn những em bé bà sau sinh là ăn dâu là vừa đẹp da nha mọi người, vừa có sữa nha mọi người, rất là có lợi cho những người mà nhà ai mà thường mua dâu về ăn là rất là tốt nha mọi người. Dâu thường là làm sinh tố là mỗi buổi tối hay là mình uống buổi tối ăn đi những cái quán ăn á mọi người, thường gọi là sinh tố dâu á mọi người, ăn rất là mát và bổ và dưỡng nha mọi người. Mình dùng khi mình ăn á mọi người, sau cơm mình dùng mới rất là tốt nha mọi người. Trước khi đi ngủ mình làm đi sinh tố dâu hoặc là mình làm một mấy trái dâu là rất là ngon nha mọi người, gọi là dâu ướp lạnh đó mọi người, rất là ngon. Và nếu mình trồng với những cái cây này đó mọi người, mình cây này là đặc sản ở Đà Lạt, nhưng mình không ở Đà Lạt nên là mình mới trồng được một cây thôi nha mọi người. Nhưng mà cây dâu tây thì rất là dễ trồng nhưng mà cũng rất là khó nha mọi người.